Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi vui xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ, trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Em ơi anh như muốn loài chim, sống cô đơn qua đi bao nhiêu. Ê mày, hát chung cho nó vui. Dạ. Sao vậy? Có gì đâu mày buồn. Con Nhi nó điệu chảy nước, cũng có đẹp gì lắm đâu. Nhưng mà bây giờ cả trường nó đồng ầm lên, nói này nói nọ, mày cũng biết rồi đó. Thôi kệ tụi nó đi, nó nói gì kệ nó, tao cũng bị nó nói hoài nè. Bơ tụi nó đi mà sống. Chào anh em. Bảo, anh tới rồi hả anh Bảo? Ngồi chơi với tụi em anh. Từ đó chạy xuống đây có 1 tiếng mấy chứ nhiều. Chứ trên đó tụi mình á, có gì đâu mà chơi. Ủa, hai thằng bay xuống đây chơi chỉ uống bia thôi hả? Trời ơi anh Bảo, tụi em vậy là chắc lắm rồi đó anh. Mấy đứa trong trường không đứa nào được như tụi em đâu. Chất hả? Vậy mà tụi bay chất cái gì? Mày không nhìn thấy mấy cái phòng bên kia tụi nó sao hả? Sao anh? Giờ muốn chất không? Muốn anh. Chất là phải cái này. Muốn thử không? Thuốc lắc hả anh? Ừ. Em có nghe nói, nhưng mà em chưa có thử. Chưa thử thì bây giờ thử đi. Dùi lắm, đảm bảo với mày không có gì hết trơn á, thử đi. Dân chơi mà sao mới rơi vậy? Không chơi này người ta đâu gọi dân chơi đâu. Còn mày sao? Thử đi. Tao nói mày đảm bảo chơi vui lắm, không có gì đâu. Thử đi mày. Mày nhát gan à? Chơi đi, không sao đâu. Thấy sao rồi? Đã không? Đã, đã lắm anh, đã lắm. Đó, thấy chưa? Đã lắm. Chơi đi. Nè, không có gì đâu, chơi đi. Dân chơi mà sợ gì mày? Đúng rồi, mình là dân chơi mà. Mày không dám hả? Ai nói tao không dám? Phải vậy chứ. Rồi, bây giờ tao bật nhạc cho tụi bay chơi. Sao? Thấy làm sao? Đã không? Đã lắm anh! Đã lắm! Lại chơi tiếp! Ok anh!